Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dụ lục 10 tuổi, tôn lạc tư 4 tuổi Có lần lạc tư được chú tiêu hổ bế đi đến doanh trại chơi nơi anh hai của lạc tư luyện tập Doanh trại này nằm ở một vùng đất sâu trong Trung Á Đây từng là doanh trại quân đội cũ chuyên kinh doanh thuốc phiện Nhưng sau này đã được thế lực của tôn gia âm thầm mua lại anh hai lạc tư ở quân khu cấp S là nơi được huấn luyện hoàn toàn cách biệt với các quân khu còn lại. Lúc tiêu hổ và tiểu tư đến nơi cũng là lúc tôn trạch đang trong giờ nghỉ. Cậu bé tôn trạch thấy đứa em gái nhỏ đang được bế trên tay tiêu hổ. Cậu lấy trong tủ đồ ra một khẩu súng lục, sau đó hướng về tiểu tư đi đến. Quà cho em. Tôn trạch đưa khẩu súng cho tiểu tư, tiểu tư nhận lấy, sau đó lại đòi anh hai bế trên tay. Thế là tôn trạch bế lạc tư đi vài vòng ở quân khu khác. Lạc tư thấy rất nhiều anh lớn chơi đùa với nhau rất vui, trong lòng cũng không khỏi ham thích tiêu hổ vẫn luôn chăm tiểu tư từ lúc mới sinh nên tính cách của cô bé cũng rõ phần nào tiêu hổ nhìn tiểu tư dùng giọng dụ dỗ nói tiểu tư có thấy vui không là tư với ánh mắt long lanh gật đầu thế tiểu tư có muốn chơi cùng không là tư với ánh mắt long lanh tiếp tục gật đầu thế để a lục chơi cùng cháu nhé vừa nói tiêu hổ vừa chỉ tay đến cậu bé đứng sau tôn trạch Lạc Tư theo hướng tay chỉ của Tiêu Hổ nhìn về phía dụ lục, sau đó Lạc Tư lại không đắn đo mà gật đầu. Tiêu Hổ lúc này bé bé từ trên tay Tôn Trạch rồi nói, nhưng thế là không được đâu, chỉ có bà xã A Lục mới được chơi cùng A Lục thôi. Lạc Tư liền vương tay đến dụ lục đòi bế, nói, cháu làm bà xã anh ấy, chú kêu anh ấy chơi với cháu đi. Si Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.